Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, cuối cùng búp bê ma Annabelle cũng đã tìm được chỗ dựa vững chắc cho mình. Không còn phải giật chồng, không còn phải ganh đua, ganh ghét với ai nữa. Búp bê Annabelle cũng kết hôn với lại một con quỷ lùn. À trời ơi, anh kỳ quá à. Người ta đang nhìn kìa. Ai, không có sao đâu mà, hai đứa mình là vợ chồng mà, còn ngại gì nữa. Tưởng chừng đầu cuộc hôn nhân ấy vô cùng hạnh phúc, cho đến vài tháng sau. Em hãy chờ anh, anh sẽ tìm người tới làm cho em hết đau. Em hãy bình tĩnh, em hãy đợi anh nha. Đau quá, nhanh lên. Đau quá. Nhưng mà búp bê Annabelle cũng thật không ngờ, thứ mà làm cho cô ấy vô cùng đau đớn lại chính là giọt máu của con quỷ lùng trong bụng của cô ấy. Cô ấy đã có con với con quỷ lùng, và rồi đứa trẻ cũng ra đời. Niềm hạnh phúc ngỡ ngàng của Annabelle không nghĩ mình có con cũng thành sự thật. Annabelle vội vã ôm đứa trẻ. Chồng ơi, anh đừng đi tìm người giúp em nữa. Em có con rồi, thì ra con chúng ta đã làm em đau. Chồng ơi, anh trở về đây, anh đâu cô rồi? Cô ấy đã chạy khắp mọi nơi, những nơi thân quen, những bệnh viện, những nhà thầy thuốc, nhưng không thấy chồng của cô ấy đâu cả. Con quỷ lùng bỗng nhiên mất tích một cách vô cùng kỳ lạ, khiến cho Annabelle buồn bã và thất vọng. Chẳng lẽ chồng của cô ấy là tệ bạc bỏ đi không nói lời nào như vậy hay sao? Cả ngày trời rong ruổi ngoài đường, tiếng khóc của đứa nhỏ cũng bắt đầu vang lên. Nó cũng đã mệt mỏi, khát sữa, và rồi Annabelle cũng bắt đầu quay trở về nhà, đặt nó xuống giường, cho nó uống sữa trên cơ thể của mình. Thật là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, sự mệt mỏi đuối sức khi cả ngày đi tìm chồng cộng với vừa mới sinh khiến cho Annabelle ngã gục bên đứa con vẫn còn bú sữa của mình. Thì đâu đó, ở phía một cái cửa sổ trong căn nhà của Annabelle xuất hiện một kẻ lạ mặt. Trông hắn giống như là một pháp sư. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào trong phòng ngủ của Annabelle. Con tôi đâu rồi? Con ơi, con đâu rồi? Kẻ nào đã bắt con của tôi? Con của ta đâu? Tôi pháp sư, tại sao ngươi lại bắt ta? Ta tới đây cầu xin ngươi chữa chứng đau bụng cho vợ ta thôi mà. Ngươi không phải là pháp sư, ngươi là yêu tinh. Ngươi còn bắt thêm trẻ sơ sinh về đây làm gì nữa? Lòng ý lục như các ngươi thì con phải bị pháp sư ta tiêu diệt. Không, người muốn làm gì ta? Ta là một con quỷ lùng tốt thôi, ta không hại ai. Loại ác quỷ sẽ bị pháp sư ta thu phục. Tới phiền đứa nhỏ này. Thật không ngờ đứa nhỏ này là sự kết hợp của con quỷ lùng và con búp bê ma đó. Một nguồn năng lượng thật là lớn. Nếu ta hấp thụ được, chắc chắn ta sẽ trở thành bá chủ thiên hạ. Con của ta. Kẻ nào đã bắt nó chứ? Ta sẽ giết hết. Con của ta. Giỏi lắm con trai. Trúc Kỳ. Hả?
Có gì vậy Tiffany? Em ngửi thấy mùi của con búp bê ma nha Bill. Chẳng lẽ nó lại tới phá gia đình mình nữa hay sao? Anh hãy ra ngoài giải quyết anh nó đi. Anh biết rồi, để anh ra giải quyết. Này, con mụ Annabelle kia, nghe nói ngươi đã lấy chồng rồi mà, sao ngươi dám tới đây để ngoại tình với ta nữa hả? Ta không có cần ngươi đâu, ta có vợ con ta rồi, hãy cút đi. Ta cực kỳ khốn kiếp, và con mụ búp bê ma Tiffany, các ngươi luôn thù ghét ta, có phải các ngươi đã bắt đi con của ta hay không? Hả? Ngươi không phải tới đây để ngoại tình với ta à? Hả? Ngươi có con rồi hay sao? Thật là nhanh nhỉ. Cái gì chứ? Con của ngươi bị bắt cóc rồi à? Không liên quan gì tới ta, không liên quan gì tới nhà ta. Hãy biến đi. Vậy, vậy con của ta ở đâu? Mau nói nhanh lên. Nếu không, ta sẽ xé xác hai vợ chồng của ngươi. Cái con vô duyên này, con của ngươi làm sao vợ chồng ta biết được? À, ta biết rồi. Con của ngươi chắc chắn đã bị tên pháp sư mới chuyển tới đây bắt rồi. Vài lần trước ta từng giao đấu với hắn, hắn chuyên bắt cóc quỷ và búp bê ma để nâng cấp sức mạnh của mình. Hắn ở đằng sau núi cái kia, còn ngươi chắc chắn đã lọt vào tay của hắn. Có thật không? Hả? Ta nói dối ngươi làm gì, con ta sẽ bị bắt kìa. Mà ngươi hãy cẩn thận, khi tới đó, hắn rất là khỏe, có thể khống chế được búp bê ma đó. Bao trả con lại cho ta. Thiệt là không nhận ra con mụ ta luôn đó. Lúc trước lẳng lờ ngoại tình, bây giờ thương con ghê luôn. Chúc đó Chucky à, em nghĩ anh nên giúp Annabelle một tay đi. Em không muốn mụ ta mất chồng mất con em đâu. Đúng là một con búp bê tốt bụng. Được. Ngươi thì chắc là làm hai rồi mà còn cứng đầu à. Thằng nhỏ kia ta nấu cũng sắp thành cao hổ cốt rồi. Được 3 ngày rồi, chỉ cần 4 ngày nữa thôi ta sẽ luyện được kim đơn. Lúc đó ta sẽ ăn thịt cùng với ngươi. Chắc chắn ta sẽ trở nên vô địch thiên hạ. Ngươi đau xót à? Đúng rồi, ngươi có biết không, đó chính là con của ngươi đó. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Thằng nhỏ đó là con của ta hay sao? Hãy nói rõ cho ta nghe đi. Tên pháp sư khốn kiếp. Lại là ngươi. Hay lắm. Lần này cả gia đình các ngươi sẽ trở thành kim đơn cho ta hết. Đã ngươi tối phiên ta. Annabelle ơi, em có sao không? Em đừng làm anh sợ. Annabelle ơi, đừng chết mà. Con của chúng ta đó, quỷ lâu, con cứu con của ta. Em nói cái gì? Thằng nhỏ đó là con chúng ta hay sao? Không. Gia đình của ngươi sẽ đoàn tụ dưới suối vàng. Tên pháp sư, hãy dừng lại đi. Ngươi hơi quá đáng rồi. Kẻ nào? Mau ra đây. Kẻ nào? Là búp bê ma Chucky. Lần trước ngươi may mắn thoát, lần này ngươi đừng hòng. Ngày hôm nay ta xuất hiện ở đây để đảm bảo công lý cho búp bê ma. Ngươi sẽ giống như những tên này cho thanh linh đơn của ta. Quá tự đánh giá bản thân mình rồi đó, tên pháp sư kia. Chucky, tại sao ngươi lại giúp ta? Ta không cần. Giờ ta bảo nếu ngươi mất chồng mất con thì ngươi sẽ đi phá hạnh phúc nhà người khác. Anh ơi, anh có sao không? Anh không sao. Hãy xem con của chúng ta đó có sao hay không. Con ơi, không.